Vietsun Auto đồng hành cùng chương trình. Nguồn nhập ô tô Indonesia chủ yếu tập trung vào phân khúc cỡ nhỏ, trong khi chi phí sản xuất tại nước này rất cạnh tranh nên giá bình quân về Việt Nam chưa tính thuế ở mức rất thấp. Cụ thể, nguồn nhập Indonesia chủ yếu tập trung vào phân khúc A và B, trong khi các mẫu xe từ Thái Lan đa dạng hơn, gồm A, B, C, D và Pick-up. Tính chung 9 tháng, cả nước nhập khẩu 66.465 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó từ Thái Lan là 31.210 chiếc và từ Indonesia là 24.820 chiếc. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, nhìn nhận các mẫu xe nhập khẩu từ thị trường Indonesia và Thái Lan nằm ở phân khúc khác nhau, dẫn đến chênh lệch giá nhập khẩu bình quân. Thực tế, tại Việt Nam, một số mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia như Toyota Wigo, Toyota Rush, Suzuki XL7 có doanh số bán tương đối tốt, nổi bật là Mitsubishi Xpander. Tháng 9, mẫu xe này ghi nhận doanh số là 1.470 xe, tăng 527 xe đối với tháng trước và củng cố vững chắc ngôi vị MPV ăn khách nhất, gấp 3 lần Toyota Innova. Trong khi đó, doanh số bán xe nhập khẩu từ Thái Lan tại Việt Nam chủ yếu trông chờ vào Ford Raver, Ford Everest. Nhiều mẫu xe còn lại có doanh số khá thấp. Tháng 9, Mitsubishi Triton bán được 172 chiếc, Mitsubishi Pajero Sport bán được 109 chiếc, Toyota Camry bán được 378 chiếc. Thời gian qua, nguồn cung cấp một số mẫu ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam khan hiếm, hàng chậm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.